Tử vi xem nốt ruồi. Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi phong thủy của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý thính giả vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhân tướng học thì nốt ruồi nó đóng vai trò rất quan trọng và nó quyết định đến vận mệnh của mỗi con người. Bởi lẽ đó, với người có tướng mặt đẹp song lại sở hữu những nốt ruồi phá tướng thì người đó khó lòng mà thịnh vượng lên được. Nhưng ngược lại, với người sở hữu tướng mặt khắc khổ nhưng lại có vị trí nốt ruồi đẹp thì vận số của người này sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Theo đó mà các chuyên gia trong nhân tướng học xem nốt ruồi cho biết, khi mà trên cơ thể của con người có những nốt ruồi ở những vị trí phú quý thì nó cho thấy những điểm lành sẽ đến với những ai mà sở hữu chúng. Còn nếu là nam thì chắc chắn sẽ thuận tiện trên con đường quan lộc. Còn nếu là phụ nữ thì là người phụ nữ vượng phu ích tử, cả đời có cuộc sống sung túc và viên mãn. Và nếu như ai đang theo dõi trong chương trình ngày hôm nay, để xem mình có may mắn được sở hữu một trong những nốt ruồi phú quý này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về giải mã những bí ẩn động trời đằng sau những nốt ruồi ở dưới cằm. Với những nốt ruồi ở dưới cằm, nó thường hay được để ý tới nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa ẩn tàng ở sau đó. Còn nếu như bạn mà có nốt ruồi ở vị trí này thì hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi khám phá xem đó là những điều mừng hay là những điều lo nhé. Thứ nhất là về ý nghĩa của nốt ruồi ở dưới cằm. Về trong xem bói nốt ruồi ở dưới cằm cũng như là xem bói nốt ruồi ở toàn thân, ta có thể đều xét xem vị trí cụ thể của nó để xem chúng mang một ý nghĩa như thế nào. Nhưng nhìn chung họ đều là những người có của ăn của để. Thứ nhất là về tính cách của những người có nốt ruồi ở dưới cằm như sau. Với người có nốt ruồi ở dưới cằm là người có tính cách cẩn thận, làm đâu chắc đó, luôn thận trọng, tính toán kỹ càng trước mọi việc. Ngoài ra thì họ cũng là người phóng khoáng, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Chính vì thế mà họ được bạn bè đồng nghiệp yêu mến và đây cũng là tính cách tốt họ cần phải giữ vững và phát huy. Thứ hai là về đường sự nghiệp của những người có những nốt ruồi này. Với người có nốt ruồi mà nằm ở vị trí dưới cằm là những người có con đường công danh sự nghiệp tương đối thuận lợi, gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Với nốt ruồi ở dưới cằm còn cho thấy là họ còn được con đường công danh rộng mở, tuổi trẻ biết nắm bắt thì càng lớn tuổi càng thành công. Họ thường được mọi người giúp đỡ nên vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng. Mặc dù cũng không phải trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng kết quả sau cùng vẫn là một cuộc sống giàu sang và phú quý. Còn về tình cảm của những người có nốt ruồi ở dưới cằm như sau. Nhìn chung thì những người sở hữu nốt ruồi ở dưới cằm từ khi còn trẻ còn có đường tình duyên khó được như ý, nhưng càng lớn tuổi càng thuận lợi. Vì vậy mà họ nên lập gia đình muộn thì sẽ tốt hơn. Cuối đời được hưởng hạnh phúc gia đình, con cháu hiếu thảo và ngoan ngoãn, rất hòa thuận. Và các bạn thân mến, về thứ hai là về luận tướng nốt ruồi ở dưới cằm về nữ giới. Với nốt ruồi ở dưới cằm mỗi vị trí khác nhau, ở dưới cằm của bạn nó mang ý nghĩa những cụ thể như sau. Đối với nữ giới, nếu mà người có nốt ruồi ở dưới cằm bên phải thì về tính cách là người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường là người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, thông minh, tinh tế, nhạy cảm, có thể nhanh chóng đoán biết được tâm lý của những người xung quanh. Họ là người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo, nhiều tài lẻ và có năng khiếu về nghệ thuật. Còn về sự nghiệp của người này là họ không quá coi trọng về công danh sự nghiệp nên khó có công danh rực rỡ. Thế nhưng về ưu điểm của họ lại là người biết tự lập. Dù kiếm nhiều tiền nhưng cũng không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào ai. Còn về tình cảm của người này là họ là người khá đào hoa, luôn nhận được sự quan tâm, thu hút ánh nhìn của người khác giới, dù họ không phải lúc nào cũng xinh đẹp và duyên dáng. Và đây cũng được coi là một trong những nét tướng đại cát đại lợi. Với nét tướng người phụ nữ vượng phu ích tử, họ còn là hình mẫu của
những bà mẹ lý tưởng, ưu tiên chăm sóc con cái hàng đầu. Họ luôn luôn quan tâm chăm sóc đến hạnh phúc gia đình của họ. Còn đối với người mà có nốt ruồi ở giữa cằm, thì với tính cách là người có nốt ruồi ở giữa cằm, đối với nữ giới nó phản ánh một đặc điểm của người phụ nữ là giỏi tính toán, khôn ngoan, biết cách chi tiêu hợp lý. Còn sự nghiệp của người này là họ rất giỏi việc đầu tư của cải đất đai rất nhiều và không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu hay nợ nần. Người này có hậu vận vô cùng tốt, tiền bạc đủ đầy. Còn về tình cảm thì là một chỗ dựa tinh thần cũng như là biết đưa ra những lời khuyên cho chồng khi cần. Họ cũng là mẫu người có thể hỗ trợ những người thân xung quanh đi đến sự thành công, cũng là một mẫu người cho con cái noi gương, bởi vì chúng cũng rất dễ dàng thành đạt hơn so với những đứa trẻ khác. Còn về nốt ruồi ở nọng, với nốt ruồi ở đây nó tiết lộ một đường tài vận rất thuận lợi với người phụ nữ, khi mà khu vực nốt ruồi ở họng hay là gần cổ đều nói chung một số đặc điểm tướng số trong tương lai như tài vận tốt, vượng phu ích tử, mang lại nhiều thành công cho chồng. Nốt ruồi ở họng là giữa cổ họng. Với những nốt ruồi nó nằm ở nữ giới và giữa cổ họng, nói chung cụ thể là vị trí khuất dưới cằm, đều cho thấy một người phụ nữ rất chăm chỉ trong gia đình và luôn có tính hy sinh nhiều cho chồng và con. Về thứ ba là về luận tướng nốt ruồi ở dưới cằm về nam giới. Thứ nhất là về cằm trái, với tính cách của người này là người không kiên nhẫn, làm gì cũng nhanh chán, không kiên định với mục tiêu, rất dễ bỏ cuộc, không thấy thành quả là không có động lực để tiếp tục cố gắng. Còn về sự nghiệp thì với tính cách là nông nổi, làm việc hời hợt, không dồn hết sức lực, nên với những người đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này là gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Họ hay gặp trở ngại trên con đường kiếm tiền làm giàu, nên cần phải đề phòng họa hao tài tốn của. Nhưng nếu cố gắng vươn lên thì những người này sau 35 tuổi họ vẫn có thể gặt hái những thành công trên con đường sự nghiệp. Còn tình cảm đối với những người này thì đây là biểu hiện của người đàn ông háo sắc, người này đào hoa, tình trường rất phong phú. Về thứ hai là nốt ruồi ở cằm phải, với tính cách của người này là người nóng nảy, vất vả, có khả năng là người trong gia đình sẽ mắc trọng bệnh, sức khỏe suy giảm. Còn sự nghiệp của người này là họ thường hay mâu thuẫn, tranh chấp với người khác trên các vấn đề về tiền bạc. Người này giỏi kiếm tiền nhưng cũng rất dễ rơi vào tình trạng phá tài nếu không biết cách chi tiêu hợp lý. Còn về tình cảm thì người này sống rất trọng nghĩa khí, được rất nhiều người yêu mến. Họ cũng rất chăm lo cho cuộc sống gia đình, làm gì cũng nghĩ cho cha mẹ, anh em và vợ con. Còn nếu người có nốt ruồi ở giữa cằm đối với nam giới thì về tính cách, với nam giới có nốt ruồi ở giữa cằm là kiểu người không trung thực, ham vui, thích chơi bời, tư lợi về mình, hay lươn lẹo nên không được nhiều người quý trọng. Họ có hành động và suy nghĩ thoải mái, không muốn phải tuân theo bất cứ khuôn phép nào. Còn về sự nghiệp thì có thể nói là có ngay được sự thành công nhờ vào sự lươn lẹo của mình, nhưng với những gì có được là không bền. Họ thường xuyên gặp vấn đề về tài chính, bên cạnh đó với bản tính này, nếu không chịu sửa đổi thì công danh sự nghiệp khó gặt hái được sự thành công, càng tham lam càng rất dễ thất bại trong cuộc sống. Còn về tình cảm thì đây là người đào hoa phóng khoáng trong chuyện tình cảm, nên thường hay lăng nhăng khi yêu, khó tìm được người thật lòng. Nếu đã yêu và cưới thì họ lại không chịu được sự đều đều, nên gia đình cũng không được êm ấm cho lắm. Còn với người có nốt ruồi mà có lông nằm ở dưới cằm, với tính cách đàn ông có nốt ruồi này hầu hết là những người thông minh, tính cách hào phóng, biết tính toán. Cuộc sống của những người đàn ông có đặc điểm này nhìn chung là khá thuận lợi nhưng rất giàu có. Với sự nghiệp thì mọi việc thuận lợi đều trong khả năng của họ. Họ hay được người khác giúp đỡ nên dù có khó khăn gì cũng được vượt qua một cách hết sức là vượt bậc.
Còn về tình cảm thì bản thân họ sinh ra đã có tướng phú quý hào hoa hơn người, luôn có nhiều người phụ nữ vây quanh, họ phải tỉnh táo mới mong tìm được người phù trợ cho mình. Về luận đoán những nốt ruồi ở bụng người phụ nữ và người đàn ông chính xác nhất, và sau đây là những dự đoán về cuộc đời của người phụ nữ và người đàn ông thông qua các vị trí nốt ruồi ở bụng mà bạn đọc có thể tham khảo và chiêm nghiệm nhiều về bản thân mình. Với nốt ruồi ở bụng, ở trong nhân tướng học, nó phản ánh rõ ràng về nét tính cách, tướng vận và tài lộc của gia chủ. Nhưng tuy nhiên, với những vị trí nốt ruồi khác nhau ở đàn ông và phụ nữ, nó sẽ thể hiện một tướng số riêng biệt khác nhau. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về luận đoán tướng nốt ruồi ở bụng người phụ nữ. Về nhìn chung thì phụ nữ được xem là một phúc tướng khi có nốt ruồi ở bụng hoặc là ở xung quanh bụng. Với nốt ruồi ở eo trái người phụ nữ thì với tính cách là người phụ nữ có nốt ruồi ở eo trái thì nó cho thấy họ là một người đa sầu đa cảm, nhưng bề ngoài hay tỏ ra mình là người sắt đá và mạnh mẽ. Còn sự nghiệp của người này thì với những người này là có sự nhanh nhạy về đầu óc kinh doanh, rất biết chớp lấy cơ hội cho mình nên khá thành công với những ngành nghề tự do, không bao giờ bị ràng buộc. Tuy nhiên, nếu như họ chọn làm công việc văn phòng thì sẽ thường cảm thấy có một cảm giác là gò bó, khó chịu hoặc là rất khó thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Còn về tình cảm của người này thì họ không ưu tiên quá chuyện gia đình, thường chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm. Ngoài ra, với vị trí nốt ruồi này thì thường tiết lộ thêm về đường con cái. Giới tính của người phụ nữ theo đó với nốt ruồi nằm ở vị trí phía bên trái eo, nó cho thấy là việc sinh con một bề là con gái. Ngược lại, mụn ruồi ở bên phải, bạn sẽ sinh con một bề, đó là toàn con trai. Còn với vị trí nốt ruồi ở giữa bụng và ở ngực thì về tính cách, người phụ nữ có nốt ruồi nằm ở vị trí giữa bụng và ngực, đây là một người vô tư thoải mái, họ không bị ràng buộc nhiều, thích gì thì làm nấy, miễn là bản thân vui là được. Vì thế họ không thích sự khuôn mẫu và cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn về sự nghiệp của những người này, đối với những người phụ nữ này thì thường là có đường công danh thăng tiến trong xã hội, cũng là người có tiếng nói và có địa vị. Nếu là nốt ruồi nổi thì rất dễ có danh vị nổi bật và làm ăn thì rất phát đạt, có cuộc sống vui vẻ, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ngược lại, nếu nốt ruồi mà cũng ở vị trí này nhưng lại có vẻ chìm, đây là người ưa danh vọng hão huyền, không nhiệt tình đến cùng, dễ chán trường và mệt mỏi bỏ cuộc, và con đường công danh chính vì thế mà rất trắc trở. Còn với tình cảm của họ thì không quá quan trọng với việc kết hôn, trừ khi gặp được tình yêu đích thực khiến cho họ muốn có một gia đình. Và trong cuộc sống của họ thì thường sung sướng, tài lộc rủng rỉnh, hậu vận thì an yên bên con cháu. Còn nếu như mà người có nốt ruồi nằm chính giữa rốn thì với tính cách của người này, đối với phụ nữ mà có nốt ruồi ở giữa rốn là người thiếu kiên nhẫn, không có tham vọng, không có chí tiến thủ, cho nên hay chán nản trong công việc. Còn về sự nghiệp của người này thì vận mệnh không tốt, cũng chính vì tính cách cả thèm chóng chán gây nên, khi làm việc hay bỏ dở giữa chừng, không có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, hay đứng núi này và trông núi nọ. Còn về tình cảm thì họ không biết trân trọng tình cảm của người yêu thương mình thật lòng hay không, và thường bỏ người tốt, cố gắng theo đuổi người không tốt, cuộc sống cũng như là đời sống hôn nhân vì thế mà gặp rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Còn đối với người có nốt ruồi ở bụng dưới thì với tính cách của người có nốt ruồi ở bụng dưới là người này có tính cách hào sảng, vô tư, không bao giờ tư lợi, rất thích giúp đỡ người khác. Còn về sự nghiệp của người này là trong công việc thường gây dựng được lòng tin với nhiều người, thường thì được tin tưởng giao phó với những công việc quan trọng. Còn với tình cảm thì mọi thứ diễn ra êm đềm, không có sóng gió gì đáng ngại. Với sức khỏe của họ là ổn định,
Thời trẻ ít đau ốm, khi có tuổi họ có thể tránh được tật ách hoặc là bệnh nặng. Người này sống thọ với con cháu. Còn đối với người có nốt ruồi ở gần rốn ở phía bụng dưới, với tính cách nếu là phụ nữ có vị trí nốt ruồi này là người có tính cách thật thà, vui vẻ, dễ gần, ai cũng thân thiết được. Còn với sự nghiệp của người này thì người có sự nghiệp ổn định, không thật sự rực rỡ nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống thoải mái, chi tiêu. Còn với tình cảm của người này là rất dễ bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Chính vì thế là họ rất hợp kết hôn muộn và cần phải thận trọng khi chọn người phối ngẫu. Nếu hợp thì lấy người hơn mình nhiều tuổi là tốt nhất. Còn đối với nốt ruồi son thì là người có tính cách khá nổi bật bởi điểm tích cực là có sự chu toàn, biết trước biết sau, nhưng tiêu cực ở chỗ là người ngang bướng, cái tôi của người này quá lớn. Còn về sự nghiệp thì họ rất thích hợp làm việc kinh doanh vì khả năng kiếm tiền của người này rất giỏi. Chính vì thế là không ngạc nhiên khi họ thường có công danh rộng mở, rất dễ đạt được tiền tài như ý và được quý nhân hỗ trợ liên tục. Còn về tình cảm của người này, với người này thì được mọi người yêu mến, là người khá đào hoa, họ rất dễ sinh được con quý tử. Nếu như bản thân không tự mình làm được nhiều thì sau này họ sẽ lấy được chồng chăm chỉ, giỏi giang, chăm lo chu toàn cho gia đình. Về thứ hai là về luận đoán tướng nốt ruồi ở bụng người đàn ông. Với người có nốt ruồi ở bụng mà ở đàn ông thì cũng mang những ý nghĩa nhất định tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể như sau. Với người có nốt ruồi ở trên rốn và gần rốn, với tính cách nếu đàn ông sở hữu nốt ruồi này thì là người có tính cách hòa đồng, hào sảng, vui vẻ và phóng khoáng. Với những người này là người rất biết ăn nói, lấy lòng mọi người xung quanh rất tốt. Còn về sự nghiệp thì trong công việc của họ là khá năng nổ, rất chịu khó, rất giỏi ngoại giao và luôn biết suy nghĩ thấu đáo cho tương lai. Tuy nhiên thì có thể chưa gặp thời nên khó có được địa vị như ý. Nhưng đây cũng là nốt ruồi đem đến sự giàu sang, cho nên dù không thành danh cho lắm nhưng họ đủ may mắn để không phải lo quá nhiều về vấn đề kinh tế hay là vật chất. Họ luôn được thoải mái làm những điều gì mình thích mà không phải lo lắng hay vướng bận bất cứ một điều gì. Còn về tình cảm của người này thì bất cẩn và dễ bị lừa gạt trong các mối quan hệ với người khác giới, nên thường vướng vào những mối tình tay ba hoặc là các cuộc tình nhiều chuyện thị phi hơn. Còn đối với người có nốt ruồi ở dưới rốn thì đây là một nốt ruồi nó ảnh hưởng đến đường tài vận. Vì trong quan niệm của phương Đông, nếu mà bạn có nốt ruồi mọc cách hai đốt ngón tay mà hướng xuống phía dưới, nghĩa là bạn có cuộc sống sung túc, đảm bảo được tài chính ổn định, thậm chí là suốt đời không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng đặc biệt khi ở vị trí nốt ruồi này mà dưới rốn mà càng ẩn thì người khác khó nhìn thấy thì tài lộc càng dồi dào hơn. Còn đối với người mà có nốt ruồi ở giữa rốn, với tính cách là người cẩn thận, chu đáo, biết lo nghĩ cho mọi người, với tính cách thì thật thà nên đôi khi hay bị kẻ xấu lợi dụng. Còn sự nghiệp của người này thì với người có nốt ruồi ở bụng, đặc biệt là vị trí giữa rốn, là người có đường công danh vô cùng rạng rỡ. Họ yêu thích những công việc có liên quan đến tính toán và con số. Nếu người này có cặp đôi chút khó khăn ở trong công việc thì cũng sẽ sớm vượt qua được. Còn với tình cảm thì người này càng kết hôn muộn càng tốt. Kết hôn sớm rất dễ long đong buồn tủi, hậu vận của gia chủ sẽ an nhàn, con đàn cháu đống phụng dưỡng chu đáo. Còn đối với người có nốt ruồi ở bụng phải, với tính cách là người có nốt ruồi ở bụng phải, đối với nam giới thì thường là những người biết tính toán, thế nhưng thường xuyên chi li quá mức. Mặc dù được hưởng sung sướng từ nhỏ nhưng những người này thường muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Còn về sự nghiệp thì họ rất đam mê công việc, có tính thử thách cao, có tâm lý được ăn cả ngã về không và cơ hội làm giàu có, nhưng họ cũng phải trải qua không ít những thất bại để rút ra những kinh nghiệm. Còn về tình cảm
thì với đàn ông có nốt ruồi ở bụng phải thường sẽ không gặp may mắn trong chuyện hôn nhân, mặc dù có những mối tình sâu đậm nhưng hay bị rắc rối và không có được sự thuận lợi lắm. Còn đối với nốt ruồi ở eo hoặc ở sườn thành bụng, với tính cách thì là người khéo ăn nói, thậm chí hay nịnh bợ người khác, đôi khi hay đua đòi a dua để mong có được sự nể trọng, mặc dù điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Còn sự nghiệp là bề ngoài có vẻ là người có được thành công, nhưng sự thật thì không bền, không bao lâu mà lao dốc, hậu vận thì không được như ý. Với những người này, nếu không lo làm việc thiện từ khi còn trẻ thì càng lớn tuổi càng nhiều bệnh, và hãy chú ý đến vấn đề sức khỏe về đường ruột, có thể xảy đến như rối loạn tiêu hóa hay đau mổ ruột thừa. Còn về tình cảm thì là người đào hoa, rất dễ lấy lòng phụ nữ và có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng nếu đứng núi này trông núi nọ, không biết trân trọng người ta thì có thể rất nhiều vợ. Còn đối với người có nốt ruồi son ở bụng, về tính cách thì họ là người trưởng thành hơn so với tuổi, làm việc gì cũng cân nhắc thiệt hơn, thậm chí là nhiều người trầm trồ về sự khôn ngoan của họ. Còn về sự nghiệp thì trong công việc họ làm việc gì cũng chắc chắn, thường được giao những trọng trách lớn, sếp trên rất quý mến và tin tưởng. Còn nếu mà tự đứng ra làm kinh doanh thì dù gặp trở ngại ban đầu, họ cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho tình hình tài chính phất lên nhanh chóng. Còn về đường tài lộc thì bạn gặp may mắn nhiều hơn là xui xẻo, nhìn chung cuộc sống may mắn, phú quý, tài lộc dồi dào. Còn về tình cảm thì những người đàn ông có nốt ruồi son ở bụng thì thường không chỉ yêu cho vui, họ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên có được tình duyên rất thuận lợi. Thế nhưng với những ai mà xung quanh nốt ruồi có lông mọc thẳng ở phần nốt ruồi son thì là người ngang bướng, cố chấp, do đó trong các mối quan hệ xung quanh thường rất bị thiệt thòi trong việc ứng xử hoặc tính cách của người này hay bốc đồng. Về nốt ruồi sau tai, nghe bảo là giàu, liệu có đúng hay không? Với những người có nốt ruồi sau tai thì thường cảm thấy rất tò mò khi mà ai đó nhận xét về mình sẽ có tương lai rực rỡ hay không. Thế nhưng về việc thực hư như thế nào thì hãy cùng chúng tôi khám phá nội dung dưới đây. Thứ nhất là về ý nghĩa của nốt ruồi đằng sau tai. Về thông qua tướng nốt ruồi thì ta có thể phỏng đoán được vận mệnh tương lai của bất cứ ai, và việc khám phá cuộc sống tương lai của họ là sung sướng hay nghèo hèn. Còn riêng nốt ruồi ở sau tai thì nó hé lộ sự tinh tế, khéo léo, lanh lợi của người sở hữu nó. Họ là một người tự chủ, độc lập, không thích nhờ dựa vào ai, và với cách hành xử thì vô cùng khéo léo, sống biết điều nên họ được mọi người yêu mến và nể trọng. Dù là đàn ông hay là phụ nữ có nốt ruồi đằng sau tai trái hay tai phải thì cũng đều hé lộ những tính cách nổi bật, là người thông minh, nhanh trí, nhưng tuy nhiên sẽ có sự khác nhau giữa nam và nữ nếu như sở hữu một trong những nốt ruồi này. Và các bạn thân mến, về thứ hai là với nốt ruồi sau tai ở nữ giới, với tính cách của người này, dù là nốt ruồi ở sau tai trái hay tai phải của nữ giới đều tiết lộ họ là người hiền lành, dễ dàng, nhẫn nại, biết giữ điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Từ lời ăn tiếng nói đến hành động, họ rất cẩn thận, luôn nghĩ trước nghĩ sau rồi mới ra quyết định nói gì và làm gì, nên hành xử như thế nào. Đây cũng là một người kiên nhẫn. Đối với phụ nữ mà có nốt ruồi ở vị trí này là người rất biết cách lắng nghe người khác, có khả năng phân tích vấn đề rất tốt, ít khi giận dỗi vô cớ. Chính vì thế mà họ rất được tín nhiệm và được mọi người yêu mến bởi tính cách của mình. Còn đường sự nghiệp của người này, với sự bình tĩnh trong các tình huống cho thấy họ kiểm soát cảm xúc rất tốt, thực sự là người có bản lĩnh mới có được phong thái này. Họ làm việc gì cũng chắc chắn nên công danh sự nghiệp khá tốt. Tuy nhiên thì với mẫu phụ nữ này là ít có những đột phá trên con đường công danh, vì họ ưa sự an toàn, không thích mạo hiểm.
Trong công việc thì ít sự bứt phá và đổi mới. Chính vì thế mà con đường sự nghiệp của họ sẽ phát triển từ từ, chậm nhưng lại rất chắc. Còn nếu trên thương trường họ không phải là kiểu người kinh doanh hay nhà lãnh đạo vượt trội, thì họ lại là một hậu phương vững chắc cho gia đình của mình. Còn về đường tài lộc của những người này, với phụ nữ mà có nốt ruồi hưởng là người hưởng nhiều gia sản, cho thấy họ được thừa kế từ tổ tiên rất nhiều tiền bạc, luôn có cuộc sống vô cùng sung sướng, khá giả vì nhờ được thừa kế tài sản kết xù do tổ tiên để lại. Còn về đường tài chính thì vững vàng, cũng như là các nguồn thu từ bất động sản đã giúp cho những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này luôn có cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn về đường tình cảm thì tình yêu của những người tuổi này diễn ra suôn sẻ. Họ không phải là nhà lãnh đạo ở chốn công sở, nhưng lại là một điểm tựa vững chắc cho gia đình. Với sự chu toàn, cẩn trọng và khéo léo của họ thì luôn luôn là điểm tựa lý tưởng tuyệt vời với chồng với con. Họ giỏi trong việc cân đối tiền bạc trong gia đình, nắm chắc kinh tế trong tay, nhờ đó mà đảm bảo cuộc sống no đủ dư giả về vật chất và nhận được rất nhiều tình thương từ người thân, bạn bè đến chồng con. Là một mẫu phụ nữ biết lắng nghe nên chồng của họ sẽ luôn luôn cảm thấy mình được vợ cảm thông và thấu hiểu. Con cái của họ sẽ rất tự hào khi có một người mẹ khéo léo biết chăm lo cho gia đình. Và các bạn thân mến, về thứ ba là đối với người có nốt ruồi ở sau tai mà thuộc về nam giới. Nhìn chung thì đàn ông có nốt ruồi ở sau tai, dù tai trái hay tai phải, đều được coi là nốt ruồi tương đối tốt. Sự nghiệp của họ là một dấu hiệu rất hứa hẹn, rất thuận lợi. Đây là vị trí nốt ruồi tốt, sẽ mang lại sự thịnh vượng may mắn trên con đường tài lộc cho những người sở hữu nó. Còn đối với tính cách của người này thì họ là người khéo léo trong cách ứng xử với mọi người, nên rất được lòng người và nhận được nhiều sự giúp đỡ, yêu thương từ người khác. Họ cũng là người biết chăm lo cho bố mẹ, là người sống hiếu thuận, được mọi người kính nể. Ngoài ra thì tính cách lanh lợi, nhạy bén cũng giúp cho họ có nhiều lợi thế hơn so với những người khác cùng lứa. Còn về sự nghiệp của người này, là một người phải tự lực nên họ giỏi tính toán, tận dụng được những cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Thành công của những người này hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình. Họ có sự nghiệp, công danh phát triển ở mức ổn định, hiếm có cơ hội để đột phá trong cuộc sống. Dù là theo đuổi đam mê hay quyết định nối nghiệp của gia đình, thì bản thân của người này cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài sự mong đợi. Về hậu vận của họ cũng ổn định, nhìn chung không phải lo lắng đến chuyện cơm áo và gạo tiền. Không ít người có công danh thực sự nở rộ vào thời điểm 35 tuổi. Còn về tình cảm của người này thì với sự thông minh khéo léo của đàn ông có nốt ruồi ở sau tai, khiến cho rất nhiều người phụ nữ phải lòng và yêu mến hết mực. Hầu hết họ là những nam giới đa tình và rất đào hoa khi mà luôn luôn có các cô gái vây quanh. Chính vì thế họ phải rất có bản lĩnh mới tránh xa được những cám dỗ. Họ là người không trăng hoa, nếu họ tìm được đúng người phụ nữ của mình thì nhất định sẽ là người chồng có trách nhiệm và người cha tuyệt vời với con cái cùng gia đình. Đặc biệt với những người mà sở hữu nốt ruồi ở sau tai phải là nốt ruồi hiếu thuận, ngay từ khi còn nhỏ vốn đã là một người con ngoan ngoãn hiếu thảo, biết nghe lời. Lúc trưởng thành thì hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, làm tròn đạo hiếu. Còn sự nghiệp của những người này cũng rất rực rỡ khi mà động lực và đam mê của họ trong công việc rất lớn lao và rất cao đẹp. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về nữ giới với những nốt ruồi kỵ nhất. Nó nằm ở vị trí nào? Với nốt ruồi ở mỗi vị trí trên khuôn mặt đều hàm chứa một số thông tin nhất định về cá nhân của bạn. Thứ nhất là người có nốt ruồi ở vành ngoài của môi là vị trí số 12. Nó biểu thị là nữ chủ nhân, thường là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với nam giới. Cũng chính vì thế mà người này thường gặp nhiều chuyện thị phi,
đào hoa xấu. Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất nội tâm thì bạc nhược, rất dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới. Từ đó cũng rất dễ mắc các bệnh về phụ khoa là chính. Thứ hai là đối với nữ giới mà có nốt ruồi ở má với vị trí số 11, bởi vì má nó là một phần trên khuôn mặt và nó biểu thị vận thế tình cảm của nữ giới. Với sách cổ có câu nữ nhân tai bộ phàm hồng, tất định là đào hoa. Còn với nữ giới mà má hồng thì nhất định là đào hoa. Còn nếu như mà má có nốt ruồi thì nó biểu thị tình duyên hay hôn nhân chắc chắn sẽ không bền vững. Về thứ ba là với người có nốt ruồi ở xương gò má, tức là vị trí số 10, nó biểu thị sự tranh đoạt chồng, bạn trai của người khác. Về thứ tư là người có nốt ruồi ở lệ đường, tức là ở vị trí số 9, nó biểu thị chủ nhân là người đa tình, đa sầu và đa cảm, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ và nhiều rắc rối trong chuyện ngoại tình. Về thứ năm là với người có nốt ruồi ở đuôi mắt, tức là vị trí số 8, bởi vì mắt là chủ về sự nghiệp, đối với nữ giới có nốt ruồi ở đuôi mắt, nó biểu thị giữa chuyện tình cảm, nhân duyên, sự nghiệp trong công việc có mối liên hệ. Có điều là đa phần đây không phải là nốt ruồi tốt. Về thứ sáu là người có nốt ruồi ở cánh mũi, tức là ở vị trí số 7, nó biểu thị các mối quan hệ của chủ nhân với người khác rất kém, chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, không biết tiến thoái lưỡng nan hợp lý, không biết thể hiện sự dịu dàng, mềm mỏng của nữ giới. Thứ bảy là với người có nốt ruồi ở chóp mũi, tức là vị trí số 6, chóp mũi thì nó chủ về sinh thực khí. Nếu trên mũi mà có nốt ruồi, nó biểu thị chủ nhân có dục vọng rất cao, tiền tài rất bị tiêu tán hoặc vợ chồng rất dễ bất hòa. Về thứ 8 là với người có nốt ruồi ở giữa sống mũi vào vị trí số 5 ở trong chu dịch, bởi vì mũi được coi là cung tài bạch mà chủ về tài, người có nốt ruồi ở vị trí chu dịch này là thường có mâu thuẫn về mặt kinh tế với chồng, rất dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ trong chuyện hôn nhân. Về thứ 9 là người có nốt ruồi ở sơn căn. Nếu sơn căn có nốt ruồi, tức là vị trí số 4, với nốt ruồi ở vị trí này, nó biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, rất dễ có nguy cơ đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Về thứ 10 là với người có nốt ruồi ở giang môn, tức là vị trí số 3, bởi giang môn ở trong nhân tướng học còn gọi là cung hôn nhân hay cung phu thê, nếu vị trí này có nốt ruồi thì nó biểu thị nhân duyên rất dễ bị cản trở. Với nữ giới có nốt ruồi ở vị trí này thì cuộc sống khó lòng mà có hạnh phúc, trong đời sống vợ chồng đôi bên rất dễ bất hòa trong cuộc sống. Về 11 là với người có nốt ruồi ở mí mắt, tức là vị trí số 2, với chủ nhân thì thường được người khác giới lớn tuổi giúp đỡ hoặc có mối quan hệ rộng rãi với đối tượng này. Về 12 là với nốt ruồi ở trán, tức là vị trí số 1, trong nhân tướng học thì phần mặt bên trái của nữ giới nó là dương, có nghĩa là chồng. Do đó nếu phần trán bên trái có nốt ruồi thì nó biểu thị hôn nhân của bạn bất thuận, rất khó có hạnh phúc. Nốt ruồi kỵ nhất nó nằm ở vị trí nào? Với nốt ruồi ở mỗi vị trí trên khuôn mặt đều hàm chứa một số thông tin nhất định về cá nhân của bạn. Thứ nhất là người có nốt ruồi ở vành ngoài của môi là vị trí số 12, nó biểu thị là nữ chủ nhân thường là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với nam giới. Cũng chính vì thế mà người này thường gặp nhiều chuyện thị phi, đào hoa xấu. Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất nội tâm thì bạc nhược, rất dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới. Từ đó cũng rất dễ mắc các bệnh về phụ khoa là chính. Thứ hai là đối với nữ giới mà có nốt ruồi ở má với vị trí số 11, bởi vì má nó là một phần trên khuôn mặt và nó biểu thị vận thế tình cảm của nữ giới. Với sách cổ có câu nữ nhân tai bộ phàm hồng, tất định là đào hoa. Còn với nữ giới mà má hồng thì nhất định
là đào hoa. Còn nếu như mà má có nốt ruồi thì nó biểu thị tình duyên hay hôn nhân chắc chắn sẽ không bền vững. Về thứ ba là với người có nốt ruồi ở xương gò má, tức là vị trí số 10, nó biểu thị sự tranh đoạt chồng, bạn trai của người khác. Về thứ tư là người có nốt ruồi ở lệ đường, tức là ở vị trí số 9, nó biểu thị chủ nhân là người đa tình, đa sầu và đa cảm, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ và nhiều rắc rối trong chuyện ngoại tình. Về thứ năm là với người có nốt ruồi ở đuôi mắt, tức là vị trí số 8, bởi vì mắt là chủ về sự nghiệp, đối với nữ giới có nốt ruồi ở đuôi mắt, nó biểu thị giữa chuyện tình cảm, nhân duyên, sự nghiệp trong công việc có mối liên hệ, có điều là đa phần đây không phải là nốt ruồi tốt. Về thứ sáu là người có nốt ruồi ở cánh mũi, tức là ở vị trí số 7, nó biểu thị các mối quan hệ của chủ nhân với người khác rất kém, chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, không biết tiến thoái lưỡng nan hợp lý, không biết thể hiện sự dịu dàng, mềm mỏng của nữ giới. Thứ bảy là với người có nốt ruồi ở chóp mũi, tức là vị trí số 6, chóp mũi thì nó chủ về sinh thực khí. Nếu trên mũi mà có nốt ruồi, nó biểu thị chủ nhân có dục vọng rất cao, tiền tài rất bị tiêu tán hoặc vợ chồng rất dễ bất hòa. Về thứ 8 là với người có nốt ruồi ở giữa sống mũi vào vị trí số 5 ở trong chu dịch, bởi vì mũi được coi là cung tài bạch mà chủ về tài. Người có nốt ruồi ở vị trí chu dịch này là thường có mâu thuẫn về mặt kinh tế với chồng, rất dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ trong chuyện hôn nhân. Về thứ 9 là người có nốt ruồi ở sơn căn. Nếu sơn căn có nốt ruồi, tức là vị trí số 4, với nốt ruồi ở vị trí này, nó biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, rất dễ có nguy cơ đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Về thứ 10 là với người có nốt ruồi ở giang môn, tức là vị trí số 3, bởi giang môn ở trong nhân tướng học còn gọi là cung hôn nhân hay cung phu thê, nếu vị trí này có nốt ruồi thì nó biểu thị nhân duyên rất dễ bị cản trở. Với nữ giới có nốt ruồi ở vị trí này thì cuộc sống khó lòng mà có hạnh phúc, trong đời sống vợ chồng đôi bên rất dễ bất hòa trong cuộc sống. Về 11 là với người có nốt ruồi ở mí mắt, tức là vị trí số 2, với chủ nhân thì thường được người khác giới lớn tuổi giúp đỡ hoặc có mối quan hệ rộng rãi với đối tượng này. Về 12 là với nốt ruồi ở trán, tức là vị trí số 1, trong nhân tướng học thì phần mặt bên trái của nữ giới nó là dương, có nghĩa là chồng, do đó nếu phần trán bên trái có nốt ruồi thì nó biểu thị hôn nhân của bạn bất thuận, rất khó có hạnh phúc. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.